Jolly McFoods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi gặp gỡ quý vị vào lúc 20:30 tối thứ tư trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Và chương trình này là một chương trình về âm nhạc, như quý vị đã xem nhiều số trước đó, là một người chơi và một nhân vật bí ẩn. Họ hát và người chơi phải tìm được danh tính thật sự của nhân vật bí ẩn. Cũng đã có nhiều người quá quen thuộc, thân thương với nhau nhưng không tìm ra nhau. Có những anh em chỉ cần 3 nốt nhạc đầu tiên là đã tìm ra nhau rồi. Và trong cuộc chơi của chúng tôi có phần thưởng và có hình phạt, và có nhiều tiếng cười mang đến cho quý vị. Thì ngày hôm nay sẽ có nhiều giọng hát thân thương, nổi tiếng, và người chơi khó đoán, cực kỳ khó đoán. Và chúng tôi đã có mời 3 người chơi. Đầu tiên là một người em trai dễ thương, hát hay, trữ tình, đó là Ôn Vĩnh Quang. Là Lâm ở nhà. Hôm nay cái chân như nào rồi? Chân em đỡ rồi anh. Đỡ hơn nhiều đúng không? Nó trụ được cái người em rồi. Tức là không phải khó khăn được việc đi lại nữa. Dạ đúng. Tại vì hát mà cái chân mà không di chuyển được sân khấu á, nó khó chịu lắm quý vị. Dạ. Giống như bắt mình ngồi một chỗ mà hát được điều nó khó chịu lắm. Bây giờ em đá banh được mà. Thôi anh. Nói gì? Nói gì? Nói gì? Đá banh là được rồi hả? Đá banh được rồi đó. Ngày hôm nay sẽ phải vượt qua chính bản thân mình. Có thể mình hát hay. Dạ. Mình song ca nhiều. Nhưng để biết một người mà người ta nổi tiếng mà mình hát mà không nhận ra họ là điều khó khăn. Thế có gì em hỏi anh thôi. Anh luôn chân thành với những người chơi. Thật tình là vậy. Và thưa quý vị, một nhân vật tiếp theo nữa, đó chính là nam ca sĩ Quốc Thiên. Là Lâm ở nhà. Wow, hôm nay để cái mái tóc dài cũng được nhiều ngày rồi đó nha. Hôm nay là rất là lãng tử ha. Lâu rồi đúng không anh? Lần trước em gặp anh rồi. Cũng lãng tử này rồi. Ở tiệm của anh nói em là ai đó. Đúng rồi, đúng rồi. Em buồn lắm luôn đó. Buồn lắm luôn đó. Không phải tại anh không có nhìn kỹ thôi. Ủa, ngày xưa là tóc gọn gàng chỉnh chu và hay mặc đồ vest. Vâng. Đó, nhưng mà tự nhiên ủa, cậu nào mà tiếng để tóc dài gái mà uống vậy ta. Thì cái tóc này, cái bộ đồ này và cái mái tóc này nó hợp với ngồi trên đàn piano nha. Nó rất là hợp với cái kiểu hát. Giống như anh bây giờ là thích hợp ở nhà chơi với con gái. Những cái chuyện mà mẹ với con thì hình ảnh đấy quen thuộc rồi. Đúng rồi. Rất là nhiều tình thương rồi. Nhưng mà bố với con gái á, nó có nhiều cái sự yêu thương và nhiều cái sự hấp dẫn trong đấy lắm. Thưa quý vị, và anh làm được điều đấy. Đúng thật là thưa quý vị, cha với con trai thì tại sao con làm như vậy? Nói cho bố nghe như thế này, vậy vậy. Còn con gái nó có sự mềm mỏng. Dạ. Ngay cả mình phải mềm mỏng với con nó, mà con nó nói chuyện với mình nó cũng mềm mỏng, mà có nhiều cái điều mà tự mình nhiên tan chảy đúng, đúng rồi, đúng rồi. Không có la được. Dạ. Yeah. Không có nổi nóng được. Chiều luôn á. Suốt ngày cứ hỏi sao. Đó là cái câu với ông cha hay hỏi đến con gái. Dù có lớn cỡ nào cũng sao con hôm nay bị gì? Thằng nào ăn hiếp con? Không, em con trai. Không, em con trai. Nani? À không. Đang nói ví dụ mà. Rồi, phản ứng nhanh nhạy quá. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi còn một nam ca sĩ nữa, điển trai, trữ tình, nhẹ nhàng, yêu, nồng nhiệt và hát tình ca nồng cháy, Mai Tiến Dũng. Là Lâm ở nhà. Dạo này thưa quý vị là rất nhiều nghệ sĩ mặc cái áo cái kiểu vậy là giải người giải tuyết vậy gì đó không? Dạ giải tuyết à. Đây Dũng may đó anh. May luôn à? Dạ. Ồ. Dũng giỏi lắm, Dũng may đồ diễn cho mình, Dũng thiết kế đồ diễn cho mình luôn. Tự mình may luôn. Nó nói thôi chứ em mướn người may cho em. Ngày hôm nay là cay đắng sẽ đến, chứ ngọt bùi là ít có lắm. Và xin hỏi quý vị khán giả tại trường quay, muốn ai là người hát đầu tiên ạ? Nói vậy Quốc Thiên ạ. Chúng tôi là một chương trình luôn hài lòng quý vị. Người hát đầu tiên đó chính là Mai Tiến Dũng.
Ủa sao kỳ vậy? Em vừa nghe Phúc Thiên bảo là Phúc Thiên gặp Phúc Thiên là phải là Phúc Liên. Đã bảo là không có ngọt bùi mà chỉ có đắng cay thôi. Chỉ có cay đắng thôi. Đúng tại rồi. Vì bước ra chương trình mà bảo là MC hôm nay là anh Trường Giang là em mừng lắm. Tại lúc nào Trường Giang cũng đỡ cho em hết đó. Mà xong ra Trường Giang đưa cho em một cái hố tựa lớn vậy. Chắc là em hơi bỡ ngỡ đúng không? Dạ. Dễ gì. Thưa quý vị, người hát đầu tiên vẫn là Mai Tiên Dũng. Tên dài lắm Dũng. Tên dài hả? Dài. Dài. Vậy chắc chắn người hát chung là con gái. Cũng có thể là con trai anh. Nhà cô này ở số 89 đường An Dương Vương. Vì sao trong đôi mắt này anh ngờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn này là Lâm A Giang? Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Thưa quý vị, người đi đầu tiên đó chính là Mai Tiến Dũng. Một giọng ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Ngày hôm nay phải hát với một người không biết họ là ai. Mặc dù ở đây ai cũng biết vì mình bị bức tường ngăn cách. Dạ. Và dĩ nhiên, nghệ sĩ tới đây họ sẽ đổi giọng đi một tí. Hồi đó em nghĩ là mình là sẽ là kiểu như là mình đi anh nghệ sĩ mà ca sĩ trên sân khấu thì chắc có lẽ là sẽ dễ đoán ra giọng hát lắm. Nhưng thì hôm nay anh nói làm cho em bị hồi hộp tăng cao dễ sợ luôn. Cậu ơi, ở trong kia khác, ra đây tâm lý nó khác. Khác hẳn luôn á. Giờ nói trước cho mọi người biết là mỗi lần mà hồi xưa Dũng tập làm văn á là thầy đưa ra một đề mà cuối bài Dũng kết câu vào bằng một cái đề khác à. Lật đề hả? Liên lật đề. Cho nên hôm nay là phải bảo là phải tìm tòi đưa tất cả các mấu chốt ra để hỏi là coi như là em chắc em không dễ lắm. Dễ lắm. Có, nó... có anh Giang đây để em coi anh Giang có giúp đỡ được em không anh Giang? Giúp không, giúp giúp như là không rồi. Sao kỳ vậy? Thiên còn Thiên có giúp tôi không Thiên? Màn này mình nghỉ chơi. Còn muốn về nhà tắt bím không? Màn này mình nghỉ chơi một tiếng. Ok, xong bạn thi xong mình chơi lại từ đầu. Xin hỏi bài hát được chọn để hát xong ca là bài gì? Một bài quen thuộc đi ạ. Anh muốn em sống sao ạ? Anh muốn em sống sao? Và ngay sau đây là clip về nhân vật bí ẩn đầu tiên. Chân dài nha. Chủ tiệm mà CEO đồ. Rồi. Quá dễ để phân tích. Tên dài lắm Dũng. Tên dài hả? Dạ. Tên dài. Vậy chắc chắn người hát chung là con gái. Cũng có thể là con trai anh, phải không? Không biết. Không biết luôn. Không, anh cứ tin em đi, em là không bao giờ. Anh có vẻ là gian dối hết. Thiên á là nhiều khi là chơi chung với nhau nhiều cho nên là Thiên hay gài lắm. Ơi, người lạ lạ nhiều khi lại giúp nhau. Tôi nói cái dữ liệu đầu tiên cho Dũng nghe rồi đó. Tóc dài thì đúng rồi nhưng mà nhiều khi nam nó cũng đổi tóc giả được mà. Như tóc nè. Như... đó. Chương trình này có nhiều cái điều cài cắm thâm thúy lắm. Đường nào bán nhiều xe hơi? Đường nào bán nhiều xe hơi hả? Đúng vậy. Lê Duẩn hả? Sai. Quận 7 á, bên quận 7. Sai luôn. Kinh tế của em chưa cho phép nên em chưa tìm hiểu chuyện đường đó. Đường bán nhiều xe hơi nhất là đường An Dương Vương. Đúng chưa? Không, bán đồ phụ tùng xe hơi thôi mà. Bán xe hơi, ở đó rất nhiều showroom bán xe hơi. Và các xe bán lại, mua đi bán lại nhiều lắm. 3-4 căn là có 1 căn. Thì nhà cô này ở số 89 đường An Dương Vương. Rồi, bật mí quá anh ha. Anh nhìn thấy rõ luôn á. Tôi thì tôi thấy xe hơi to đùng với lại cái một cái là cái người đấy đứng ngồi trước cái xe thôi. Được rồi, tặng bóng bóng mỗi vậy thôi. Còn một dữ liệu nữa là ngồi. Làm nail, đúng rồi. Không phải. Sao làm nail? Làm nail hả? Chân dài mà làm nail. Chân dài làm nail và chắc có. Là có. Chân dài mà có tiệm nail là ở giới showbiz là có. Chị Lê Giang hả? Chị Kỳ Duyên có tiệm. Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nè. Đúng rồi. Tôi đi khai trương luôn nè. Diệu Nhi. Diệu Nhi có không? Ông có đó. Thì tôi có tôi biết rồi. Đây cũng có tiệm nail nè. Ở dạ. Xe có hơi. Siêu xe. Xe hơi có siêu chân xe. Chân dài có siêu xe thì nghĩ đi, khoanh vùng đi. Hay là có ai. Mà cái này có tôi có biết không ta? Ê, chân dài có xe hơi là có nhiều nè. Mà siêu xe xe đẹp là ai? Cường Đô La. Không. Chân dài. Gái mà. Gái Minh mà. Hằng. Đúng rồi, Minh Hằng. Lê Giang có siêu xe không anh? Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh. Cũng đúng. Lý Nhã Kỳ. Mi Du. Một hồi mày đi đâu nè? Sao anh cho em nhiều dữ liệu quá vậy? Thiệt mà, nghiêm túc, mấy người đó đều có siêu xe hết mà. Nhã Phương. Không. Cái đó thì đúng rồi. Nhã Phương xe thường. Quan trọng bây giờ cứ nghĩ là người nào mà giàu. Mà mình là chơi thân với Dũng hả? Vâng. Thiên hả? Vâng. Sao nãy giờ hại bạn không gì hả? Hại bạn không gì hả? Thiên nha.
Thì nha. Nãy giờ á, tôi nói thật với Dũng là tôi nói thật 100% luôn. Dũng mà không tin thì thôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi nè. Đấy, đang nhìn nè. Nhìn thẳng vào mắt. Mắt có lát không? Không nhìn. Giờ thì muốn Dũng sống sao? Muốn Dũng bắn được người này. Là mình bị phạt đó. Ồ vậy hả? Vậy thôi. Rồi. Có tình bạn đứng lại ở đây. Đó là những cái tình tiết ban đầu. Thưa quý vị, là chúng tôi mang lên đây có những cái là thật, có những cái là thêm vào cho nó vui câu chuyện. Nhưng mà thường thường là thật là 95%. Để đó là những cái tình tiết ban đầu. Và nghệ sĩ của chúng tôi, người chơi ở đây, dựa vào đó sau khi nghe hát, nhờ những bạn ở dưới đây phân tích, rồi mình tìm ra chân lý người đó là ai. Và dĩ nhiên ở dưới đây có thông tin mình chọn lọc nha. Nhìn mặt chọn lọc. Quang ơi, chắc anh nói chuyện với em nhiều hơn nha. Đúng rồi, anh chỉ có thể tin em. Anh không tin bạn anh rồi. Ở đây không ai tin được mà. Ok, wow. Em rồi. Ngay bây giờ là phần xuất hiện của nhân vật bí ẩn đầu tiên. Đầu trăm tỷ người yêu toàn vàng. Đây vàng cái người đúng không? À, có chủ đoàn, có chủ đoàn, có chủ đoàn. Nhẫn đồ đeo vàng nhiều lắm Dũng. Quá trời vàng trên người luôn. Trăm tỷ luôn á. Từ sáng trong đôi mắt này, anh ngờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn này, để em vội đến và rồi vội đi. Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Anh ôm đôi sẽ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên, anh sẽ đi kiếm. Cô đeo nhiều vàng quá, có cục đầu đúng luôn kìa. Nhiều vàng lắm hả? Ồ, đeo nặng đầu quá. Nửa phần trình diễn đã trôi qua. Và Mai Tiến Dũng. Dạ. Vẫn đang lạc lõng dòng đời xuôi ngược. Bây giờ mà không mở mặt nạ ra thì chưa ai hiểu là ai, thì cuộc chơi rất không thú vị. Mời chàng trai mở mặt nạ cho cô gái. Trời ơi, đẹp quá. Wow, lâu lắm rồi mới gặp lại em á. Wow, chắc ca thì khó phải không? Hãy nhìn vào cảm xúc của khán giả. Thì đó, thì em biết thấy khán giả ai ra cũng đều hú như vậy. Chụp neo thế nào rồi, dạo này thế nào rồi em? Bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện giữa tất cả mọi người với nhau. Bây giờ hỏi thoải mái. Hỏi thoải mái hả? Ấy ơi ấy. Dạ. Đó. Này giọng chắc em chưa 18 quá hả? Wow. Cái giọng nó cũng là chắc em chưa 18 rồi. Wow. Dạ đúng rồi, em chưa tới tuổi vị thành niên. Em chưa tới thành niên. À khoan, nhưng mà cái giọng này á, nó ngược với cái ngoại hình. Mình gọi ấy bằng xưng hô với ấy là bằng bằng bé. Bằng bé hả? Bé. Dễ thương ghê á. Em bé bằng mong hai má hàm hàm. 2K3. 2K3. 2K3 hả? Tiểu Vi nè, Đỗ Thị Hà nè, Đỗ Thị Hà nè. Tiểu Vi là 2K2. Tôi đang đưa cậu vào những cái dữ liệu để cậu phân tích đó. Là chân dài rồi. Rất cao. Dài, dài lắm luôn á. Có lừa tôi không á? Không, dài thật má. Dài, dài lắm hả? Dài lắm. Dài.
Trường già mà nè Dũng, cái ghế Dũng đang ngồi Dũng biết không? Dạ. Em biết ghế này mà trong bộ nó có một cái ghế dài nữa đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi ạ. Ngồi bên vách, cái vách bên đây mà cái chân để dài qua tới vách bên kia. Ôi trời, cái ghế gấp ba cái ghế này. Ừ. Không, à dài dữ vậy chị Thanh Thằng hả? À? Không, cái ghế gấp ba cái ghế này. Ấy ấy mình gặp nhau chưa ấy hả? Dạ rất nhiều lần. Nhiều lần lắm rồi hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy hả? Ờ, rồi lần cuối mình gặp nhau lần nào, hồi nào vậy ấy? Lần cuối á hả? Lần gần nhất, lần cuối ghê ghê quá. Lần gần nhất. Nghe cái không dám trả lời luôn. Ôi sao vậy? Nghe lần cuối sợ. Cái gì? Nghe lần cuối sợ hả? Dạ. Trời sao hôm nay em nói chuyện khác hẳn mọi hôm mình gặp anh vợ em? Em sợ lần cuối lắm, lần cuối ăn chuối đi em, ăn chuối đi em sợ. Lần cuối. Này hơi hài hước nè, hài hước. Thì hôm nay tôi mới nói là tại sao hôm nay con bé này nói chuyện kiểu khác đó. Vậy hả? Đúng rồi. Mọi lần gặp tôi ấy kiểu rất là kiểu mạnh mẽ lắm. Kiểu gặp ở trong showbiz cũng nghĩ cô này là một cô rất là mạnh mẽ. Tại vì mọi người không hiểu các em. Văn Mỹ Hương á mạnh. Lúc đó là được gọi là chương trình, là anh nói với em là chương trình thực tế. Hai anh em chỉ chơi cho vui thôi. Là nói từ đầu tới cuối mà nói những điều mình cứ đứng mình nhìn qua. Cô này cũng chơi thực tế với em một lần nè, từ hôm đấy giờ. Mà rất rất khỏe nha. Rất khỏe hả? Ừ. Mà chơi với Thiên rồi. Chơi thực tế. Dạ. Chơi thực tế. Em yếu đuối lắm. Vì em yếu đuối. Có vẻ thì giọng chiếc chiếc măng vậy đó hả? Ai cũng vậy mà. Người, nhưng mà người mẫu chân dài. Tại vì cái clip 2K3. 2K3. Đây bật mí nè. Đây là hot girl. Chibu là gì? Hot girl gì? Đời đầu. Đúng rồi. Yeah. Đúng chưa? Lan Ngọc là gì? Ngọc nữ. Đó từ từ nha. Hot girl có nhiều loại, ngọc nữ có nhiều dạng. Chị nói vậy thôi, giờ không nói thêm nữa. Diệu Nhi hả? Hay vậy? Diệu Nhi. Diệu Nhi mà Diệu Nhi chân cũng... bình thường thôi. Em là hot girl, chân em không dài nhưng em ở đường nơi trăng long nối dài. Nơi trăng long nối dài nha. Thế rồi, ở Việt Nam em biết được có dài đường mà có dài quận à. Nãy giờ cậu khoanh vùng cũng gần đúng rồi đó. Gần đúng. Gọi hả? Ca sĩ đi. Gọi ca sĩ phải không? Yeah. Là chỉ có còn có mỗi là diễn viên với hoa hậu. Là hoa hậu. Và đây là Diệu Nhi. Không. Không có cơ hội khác, thêm một cơ hội nữa. Ai? Thiên. Vẫn là độc thân thích trai đẹp mà tên Nhi. Thì còn ai nữa mà chân dài? Diệu Nhi. Diệu Nhi. Âm nhạc. Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
xa lìa. Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Mai Tiến Dũng dự đoán là Diệu Nhi. Không chính xác. Thấy sao là sao anh? Thấy dạ sao? Hết hồn không? Hữu hồn thiệt, là tại vì mọi khi anh đi sân khấu với dạ là chơi game show là khác lắm. Nhưng mà chưa bao giờ nghe hát hết. Thì mà người mà nghe mà hay hát bài của em hay dịu dịu với em là chỉ có Diệu Nhi thôi. Thì em nghĩ là chương trình sẽ mời một bạn nào đó em biết rồi mà đủ ăn, ai ngờ là bạn này. Cậu ơi, Diệu Nhi hát hay hơn nhiều. Hát hay lắm luôn á. Mà sao dạ hát như này sao cậu lại đoán là Diệu Nhi được nhỉ? Đâu, Diệu Nhi hát dở mà. Thì đang em nói hay mà. Rồi về nhà cách mặt Facebook nhau nha. Dễ sợ luôn á. Trời ơi, tôi theo dõi Diệu Nhi lên nhiều lắm. Dạ. Thế nên là... Nhưng mà Diệu Nhi hát hay cũng bằng Buka hát hay. Sorry dạ, anh không có biết là vì game show với nhau khó, chơi. Khó lắm. Tại vì chưa bao giờ nghe. Không, bao giờ hồi nãy dạ ra ngồi đây hát câu đầu là Quan nhận ra liền luôn. Dạ. Nghe cái màu. Rồi, Quan nghe rồi. Rồi em bị tra tấn riết. Bị tra tấn riết mà. Ban đầu thì thiên đường Lê Lộc. Lê Lộc hát được vậy luôn hả? Em nghĩ thế. Lê Lộc là má của Buka luôn. Không luôn hả? Trời ơi khủng khiếp. May quá hôm vừa rồi người show kế bên mà chưa nghe. Tại vì biết ra không dạ kiểu hát như thế này là diễn viên mà hát như này là cũng ok lắm. Đúng rồi là ổn. Nghỉ chơi với Quang đi, Quang dám chê. Đâu hát bài của chị Lệ Quyên nghe chơi nào. Hãy hỏi em á. Đứng lên dốc đá nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Thấy chưa? Ghê không? Hành mặt tự luôn á. Khó quá. Nghệ sĩ hài chúng tôi biến hóa khôn lường lắm các anh chị ạ. À. Đúng như vậy. Chứ không phải là bình thường đâu. Muốn là ca sĩ, muốn là dancer. Không, phải không phục là diễn viên, anh chị em nghệ sĩ diễn viên nó rất là biến hóa liên tục. Mà tôi đã đưa rất nhiều dữ liệu là tin mấy người hen chân là dài nè, mặt kiêu kỳ vui cũng như buồn. Đúng làm gì là cái mà mình liệu... nghe gì xe hơi thiệt hả? What? Dạ xe hơi đồ chơi á, nhà hai đứa con trai rồi. Dạ được anh Phong đặt danh hiệu hot girl cầu Bình Lợi đó. Dạ cái bên cầu Bình Lợi mà hồi nãy có nói ra vậy anh cũng đoán ra được nữa. Tại vì ở Việt Nam biết có vài quận à, mấy cái dữ liệu trong đây không có cái gì thật ngoài cái mê trai hết á. Dạ vậy em có được thưởng gì không? Có. Em được thưởng trai ô Vĩnh Quang. Em chỉ nghĩ là nếu mà thua là không nhận cách xe thôi chứ đâu có nghĩ là bị phạt đâu. Đây hình phạt này vô cùng đơn giản. Dạ. Đứng trong chậu nước đá hát hết một lời bài hát yêu thích. Wow. Một lần hả anh? Một lần á. Hát hết luôn á. Rồi lắm bây giờ xuống ngồi dưới hưởng thụ nhìn người ta bị phạt. À cái khúc cởi giày thì mình ngồi xa xa. Trời ơi người ta vừa mới đi massage chân về đó. Massage chân thì bình thường nhưng mà dùng lại cái vớ cũ vẫn vậy. Em ở bên Tây về mà. Dạ. Xài đồ cũ hoài. Chết xong rồi anh Quang. Anh đá em giữ dịnh vàng. Rồi bây giờ chọn bài hát mình sẽ hát nào. Yêu như ngày yêu cuối. À vậy đi cho nó dễ mà hát yêu thích. Em không được mà nó dài lắm. Ui thích rồi. Được rồi, chỉ rồi ngắn thôi. Mà nó dài lắm. Bạn chọn rồi mà. Hát nữa được không? Một lượt xong điệp khúc luôn. Tới Giang Táo là nghỉ. Cháu lên ba. Nani? Không, hát nhạc người lớn đàng hoàng. Bài hit của mình đi. Ok rồi, thôi em hát yêu ngày yêu cuối. Được. Yeah. Nè, thử thách nha. Đóng băng nó. Rồi. Khi nào giới thiệu xong thì hát nha. Vô. Nhưng mà đứng trong đá lạnh là chị xương khớp. Ủa, nhạc chưa lên mà anh. Đâu hát chay mà. Hát chay. Ủa, hát vui mà, đâu phải hát hay. Hát tempo nhanh lên, tempo nhanh lên. Nhanh vô, 2 3. Thích thích ngồi đi, thích ngồi đi. 2 3 vô. Wow. Đánh lên hát đi. Thưa quý vị thân mến, Mai Tiến Dũng là một ca sĩ trẻ từ một trung tâm ở nước ngoài về đây. Hát đi. Tao không nhớ bài luôn. Ngày xưa là một cặp hát chung với lại Tóc Tiên rất nổi tiếng và cậu ấy hát trữ tình vô cùng ngọt ngào. Và cái phần quá khứ là anh nói thôi để chém hot boy đúng không? Đúng vậy hot boy rất là đẹp trai luôn. Ở bên Mỹ là mình ở tiểu bang nào? Để chém hát đi lại. Từ từ bắt đầu câu sao nó tê não luôn rồi. Còn tiểu bang nào không trả lời được cần hả? Cần thêm chơi từ từ
À, cho em hỏi trưởng ban anh ở có lạnh giống như thau nước này không? Dạ đôi khi ạ. À. Em hát bài gì? Yêu như ngày yêu cuối. Bài gì em không có nhớ được bài hát luôn. Đi lạnh quá. Đổi bài hát. Đổi bài hát. Đổi bài hát. Đứng lên. Đổi bài hát. Một bài hát của Tóc Tiên. Ờ, rồi nhớ rồi. Hát nhạc Tóc Tiên đi. Hát nhạc Tóc Tiên đi. Thôi đừng. Hát nhạc Tóc Tiên. Hát nhạc Tóc Tiên đi. Cái bài gì bà? Tình thương em bao nhiêu, cần gọi tên nhau thật nhiều, để tim cháy cạnh tim khi ngoài kia tuyết trắng tiêu điều. Cần đau chút nữa để yêu càng xa để biết nhớ nhau hơn. Ca sĩ đâu mà lâm không? Bây giờ bên Tây á, chịu lạnh giỏi lắm. Ở bên Tây mà chịu lạnh giỏi. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là như thiếu đó tim gan mỗi khi ai kia là bước. Yêu là gần ngỡ, yêu là xa cũng gần. Rồi xong. Má ơi. Khiên ra. Khiên ảnh gia, trời ơi. Cái giọng em. Rồi, như vậy là cái phần hình phạt vui vui vậy thôi. Chứ còn phạt lâu thì nó cũng không nên. Nhưng mà nếu hình phạt mà đưa cho Âu Dương Quang là không sợ nha. Thiệt, bởi vì cái hệ thống mở nó bao bọc xung quanh nhiều á. Thiệt chứ bộ. Rồi, như vậy là lượt đầu tiên là chưa giành được Vương Miện. Lượt tiếp theo là ai ạ? Âu Dương Quang. Đúng rồi. Thôi. Đang nhạc trẻ. Quang á, phải đến để ngồi đó. Đúng không? Đúng rồi anh. Thưa quý vị, phần tiếp theo đó chính là Ôn Vĩnh Quang. Khỏe lắm đơn tạ. Là một cung thủ. Là một cung thủ nha. Bộ phim Lục Dân Tiên. Lục Dân Tiên. Ủa no cái gì? Ủa? Mà trái tim gì mà. À, trái tim rỉ máu. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không. Còn ai giữa mênh mông đời mình. Jolly Mac Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ôn Vĩnh Quang là người tiếp theo thưa quý vị. Hôm nay mình chọn bài gì? Hôm nay là em chọn một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, Xin Còn Gọi Tên Nhau. Wow. Xin Còn Gọi Tên Nhau. Bài này thì chắc phải có lực mới hát được ở Thiên hả? Quang thì dư lực rồi anh. À. Quang rất là mạnh, rất là ấm. Vậy bên kia cũng phải có lực chứ. Yes. Mà những ca sĩ mà có lực thì cũng vòng vòng thôi. Vậy là quá dễ đoán. Nhưng mà tại sao anh lại khoanh vùng một ca sĩ ấy? Có lực. Đúng rồi, nhiều khi diễn viên ta cũng có lực mình. Đúng vậy. Anh lực mặt nhanh lắm luôn. Không ai nhìn nhìn. Còn anh Phạm Nhân Mắt là lực dữ lắm. Bây giờ mới thấy tại sao mà anh Giang anh mặc cái áo có đây hai là logo của chương trình. Ba màu, mấy cái màu này đang hot nhất năm nay đó. Hot trend đó em. Hot trend đó. Hồi nãy mình ở dưới mình có nói thật lòng cho người ở trên không? Có chứ. Không em... ai. Không. Có lúc có em chỉ có anh Thiên là không thật thôi. Đóng với vai thôi đó. Đóng vai là thật thà thôi. Thì bây giờ lát nữa Lâm Vĩ Dạ sẽ nói những gì thật nhất cho Quang. Thôi. Trời ơi, từ chối mà không phải là dạ thôi không. Thôi. Còn gật đầu nữa. Đúng rồi. Còn đúng rồi nữa. Mình thấy cái phần mà ngâm nước đá hồi nãy sao? Thưa quý vị, ngay sau đây là clip nói về nhân vật bí ẩn thứ hai. Trời ơi, dễ thương dữ trời. Wow. Cái này là hơi bị dữ dội ha. Cười hoài vậy. Wow. Quen rồi. Cái này tôi biết rồi. Bum. Wow, một đám quá hoan luôn. Thì trong hoa hậu mà còn mạnh bạo đến chứ khỏe lực không à. Có giày sát luôn. Trời ơi. Nâng tạ được nghe. Dễ luôn. Khỏe lắm nâng tạ. Là một cung thủ. Là một cung thủ nha. Đội tuyển quốc gia là vận động viên bắn cung nha. Hồi xưa anh gặp cái người này ở trong cái đội tuyển quốc gia. Tại vì anh cũng thi thể hình á. Sau đấy anh biết chuyển qua ca hát. Thì chỉ là ấy, lộ cái người này là lát ra không phải là chị là chết. Cái người này á, cái chị này á là chỉ là cung thủ. Thôi thua rồi, em không biết ai là cung thủ. Ở đây á là có một hình một cô gái bắn cung. Trên đó có một cái chữ nói về bộ phim. À, bộ phim Lục Dân Tiên. Lục Dân Tiên. Ủa no cái gì? Ủa? Mà trái tim gì mà. À, trái tim rỉ máu. Nhưng mà người này là ca sĩ nha. Tại vì được giải ba tiếng hát truyền hình. Wow. Thật sự luôn, giải ba tiếng hát truyền hình nha.
hát rất hay. Mà tiếng hát truyền hình thì có 20 năm. Tiếng hát truyền hình thì có 20 năm. 20 cái giải ba đó em cứ... Em cứ lọc ra đi, em cứ lọc ra đi. Em sinh năm nhiêu? Em 94. 94 thì lỡ kêu chị rồi, thôi mình nói luôn. Chị này là được giải tiếng hát truyền hình lúc em 2 tuổi. Lúc đó có coi không? Có coi không? Lúc đó coi hả? Lúc ăn bồn uống sữa là mẹ đút là mở coi lúc nè. Lúc đó là em chưa coi vậy đó. Sao không coi? 2 tuổi rồi phải mở TV coi chứ. Quá đáng lắm luôn. Đó, là chị gợi ý thiệt sự luôn á, không có gian dối gì trơn trọi. Thằng bé nó trong veo luôn á. Thế bảo dài. Bé đang thui trong veo nào? Ý em nó tư tưởng nó trong veo á. À mới đẻ ngày hôm qua. Đã có một cái tên ở trong đầu mình chưa? Dạ chưa anh. Chưa có. Cái người này rất là hay cười. Nãy giờ anh xem cái clip toàn thấy cười không? Thích mặc áo dài nha. Thích mặc áo dài. Mà có đặc điểm nhận dạng trên gương mặt luôn. À, nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ ưu tú. Có một cái giải sát đeo là nghệ sĩ ưu tú. Quá dễ, hiểu chưa, hiểu chưa? Vừa là ca sĩ nè, vừa là cung thủ nè. Đó, em đoán đi. Quá dễ. Em nghĩ là mình nên nghe tên thì nghe tiếng trước đi. Nghe giọng không? Chứ lúc này là hơi phân vân lắm. Thưa quý vị, nhân vật bí ẩn thứ hai, xin mời. Bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu. Hay quá. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chân khi mình nhớ về mộng thành mây. Hay quá. Còn Khuê mới đoán được ạ. À? Không bao giờ đoán được. Giờ em cũng chỉ biết đoán được không nè. Thì bây giờ này quay lại những cái dây dưa. Trời ơi, đẹp lúc nãy quá. Anh nói cho em đi. Ở đây hai người ở dưới này có thể đoán được, chứ là Quốc Thiên là Lâm Vĩ Dạ đoán được rồi. Dù chưa ngỡ bậc đạ, còn Dũng chắc khó. Em chắc khó nè. Nhưng mà bộ đồ xuất sắc lắm em. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Xây dầm cái nè, xây dầm cái nè. Trời ơi. Trời ơi. Xây ít thôi. Xây ít thôi, xây nhiều rớt hộp nào đền hộp nấy. Dòng eo 56 nha. Cũng cao lắm em. Cao. Cho em hỏi bên đó là mình có gặp nhau lần nào chưa ta? Chắc chưa là chưa chắc á. Không biết có gặp chưa đó. Cho thời gian suy nghĩ để hỏi câu gì. Mời nhân vật bí ẩn mở mặt nạ đi ạ. Rồi. Chị ơi. Ơi. Chị có gia đình chưa? Chưa, có con rồi. Thì chưa có chồng mà. Đúng rồi, hợp lý. Người này có một cái nhận diện rất là rõ ràng, đó là cái lúm đồng tiền đấy. Má lúm đồng tiền. Ca sĩ mà ca có sĩ má lúm đồng tiền thì có bao nhiêu? Đi. Mà nghệ sĩ ưu tú nữa.
Nghệ sĩ ưu tú luôn hả? Nghệ sĩ ưu tú luôn em ơi. Nữ nghệ sĩ ưu tú có bao nhiêu đồng tiền? Gồm có những ai? Chị Quế Trân nè. Đó, em biết. Có một người nữa nhưng mà em không dám nói tên nữa này. Kim Tử Long. À, nam nghệ sĩ. Lộng. Anh Long là nam nghệ sĩ. Em đã gặp người này rồi. Trong một chương trình. Mà cái tên chương trình đó có một chữ, đó là chữ tình. Trời ơi, vậy quá dễ rồi. Biết không? Không, thật ra thì khi mà nghe cái giọng là em cũng đã nghi ngờ là người này rồi. Ai vậy? Vậy em đoán luôn đi ha. Đoán luôn đi ạ. Tôi mời em á, em đoán được tôi kêu em bằng anh hai liền á. Có phải chị Nguyễn Phương Anh không ta? Trời ơi! Anh hai! Anh hai! Trời ơi! Chết rồi! Dạo này trên mạng có một cái từ trend là chị hai đó nha. Hồi xưa là chị thi tiếng hát truyền hình xong là chị đi siết chỗ nhân Lý Bằng á. Hay đúng không? Cung thủ! Bắt cung đó! Bắt cung đây! Chỉ là cái tiết mục mà giỏi nhất của chị là uống người về trước. Hai cái chân bắn cung béo bẩn. Béo bóng không chị? Hai cái chân bắn cung luôn. Hai cái chân bắn cung béo bóng á. Thiệt mà. Làm như bên Thái Lan. Sao mọi người làm em mong lung quá ta. Hồi nãy đúng rồi, em đoán được rồi đó. Mấy chương trình là hot không? Thì đó, thêm cái dữ liệu đấy cho em đó. Còn nếu em quả quyết thì mình đoán thôi. Lắm bằng tiền nè. Thôi em nghĩ là chắc em sẽ đoán luôn. Ai? Chị Nguyễn Phương Anh. Trời ơi. Anh nha. Xin mời. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đầu mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đầm nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, chờ trong mưa gió biết nay vô về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, còn những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em. Mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hờn dối mình cho tình cảm thêm say. Tiếng hát ru em còn nỗi trên môi. Như vậy là ông Vĩnh Quang sau nhiều gợi ý rất đơn giản mà không nhận ra nghệ sĩ Cát Tường. Sao Cưng, hồi nãy chị nghe nói là lúc mà chị thi hát truyền hình là Cưng mới vừa 2 tuổi hả? Thông cảm cho em nó đi. Nghệ sĩ ưu tú có giải ba thi hát truyền hình, làm MC, đóng kịch, đóng phim, chỉ có mình chị thôi. Đúng không? Bây đúng giờ mình ra đi. Đúng. Mình ra đi. Đúng, không có ai luôn á. Không ai luôn. Vừa đi hát vừa làm MC vừa diễn viên, vừa đóng phim đóng kịch, mà là nghệ sĩ ưu tú có 2 mấy lúng đồng tiền chạy bá lửa. Chỉ có mình chị thôi.
buồn quá, chị giận em ghê, trong khi chị ngưỡng mộ em muốn chết luôn vậy đó. Em hát cái ca khúc trong phim mà sau đó chị phải năn nỉ đạo diễn cho chị đóng phần 2 là Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vậy mà đàn em bây giờ nó không còn nghiên cứu đàn chị nữa. Thôi thì em trời, nghiên cứu dữ lắm á mà em không có nhận ra giọng của chị. Chị hát hay quá. Chị tự chỉ dùng cái chữ mà mình thấy mình hơi lớn tuổi, nó không còn nghiên cứu đàn chị nữa. Và bây giờ chắc chị phải lui cung rồi, tại vì đàn em nó không còn quan chưa tâm đến chị nữa. Hãy đứng đây chứng kiến những người không nghiên cứu đàn chị sẽ bị phạt ngay bây giờ. Đúng, phạt nặng vô cho chị. Không phạt đâu. Trước khi phạt, em ngưỡng mộ giọng hát của chị quá. Giọng bắt mic rất là bắt mic. Dạ. Hay nhưng quá. Em có cái câu hỏi là chị có biết bắn cung thiệt không ạ? Có. Chị bắn cung bằng chân thiệt mà. Wow. Thiệt. Biểu diễn được không chị? Bây giờ vậy sao biểu diễn được em? Cái cung đó thì em nghĩ là trong một chương trình mà mai mối của chị. Không, chị bắn tên bằng cung được, chị uống dẻo xuống xong rồi chị lấy hai cái chân, xong rồi chị một chân chị cầm cái cung, một cầm bắn thiệt được. Đó, cái phần đó mình phải nghiên cứu chị liền. Đúng rồi em. Em nghiên cứu không? Dạ thôi à, để mình em nghiên cứu thôi. Trời ơi, bất ngờ ghê. Phạt nhé. Quá bất ngờ. Vì cái chân vẫn chưa lành. Dạ. Nên cái hình phạt của mình cũng đơn giản thôi, mình nhảy dây 100 cái thôi. Trời ơi. Ăn chanh. Ăn chanh giảm cân đó em ơi. Giảm cân. Trời, nói mà thằng bé hoa mắt luôn á. Vừa ăn chanh vừa hát. Ồ, ăn chanh vừa hát hả? Trời, cái này chua chát lắm chị ơi. Chị thương em lắm, chị không bao giờ ăn hiếp đàn em. Yeah. Nếu như em muốn đổi, chị sẽ xin ban tổ chức đổi cho em ăn ớt. Đổi cho em ăn ớt. Chanh với ớt em chọn một. Để em ăn chanh được rồi. Ờ thôi ăn chanh đi cưng. Mình phải chấm thì nó đỡ chua hơn. À đúng rồi. Cho một hũ wasabi ạ. Thôi hả? Thôi. Khỏi chấm. À khỏi chấm. Ừ. Là giờ mình vừa hát mình vừa ăn hay là mình ngậm vô mình nhai rồi mình mới hát? Mình vừa nhậm vô mình nhai. Vừa hát thì nhai, ví dụ. Cuộc đời đôi khi đông tốt. Đó, giờ cứ ăn vậy đó. Vô. Nhai. Rồi. Vô. Nhai. Yeah. Hát đi cưng. 2, 3, vô. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi, hạt long lanh chờ ngày lên tinh khôi. Dạ, như vậy là vẫn chưa có người giữ được vương miện của chương trình, vì nãy giờ hai người đều sai hết. Người cuối cùng chắc chắn sai luôn. Chúng ta vỗ tay cho Quốc Thiên là phần tiếp tục của chương trình. Trời. Thấy mọi người rất hoang mang. À cho vui á. chứ không hiểu luôn á. Xin cho yêu em tháng ngày, đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Tình mình sẽ mãi mãi không xa rời. Là Lâm Á Nhân. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với Là Lâm Á Nhân và đây là Quốc Thiên. Từ đầu tới giờ chưa có ai có vương miện hết. Nếu mình hát chính xác, mình có vương miện và có nhiều quyền lợi ở phần cuối của chương trình khi trao giải thưởng 20 triệu. Mình sẽ có cơ hội thôi, nhưng mà dĩ nhiên mình có nhiều quyền lợi hơn họ. Dạ, em hiểu rồi. Các bạn ơi, Giúp Thiên. Hên xui. Tại vì á, Ôn Vĩnh Quang không lợi thế, Mai Tiến Dũng không lợi thế, bởi vì cậu ấy là người nước ngoài. Em tin dạ với chị Phượng lắm. Chị Phượng lắm. Chị Tường nha em nha. Nghe cái chị Phượng là thấy chị không giúp em gì rồi. Em nhầm. Ví dụ chị Tường mà lộn với chị Tương thì ok. Hoặc là chị Tướng hoặc là chị Tượng thì ok. Ủa chị Tượng mà lộn với chị Phượng. Không, tại vì hôm nay em nhận ra chị đầu tiên em hỏi anh Giang mà những cái dữ liệu đấy. Có không? Có. Có không? Hồi nãy có, em có thấy quay qua đây nói ê chị Cát Phượng. Bài hát hôm nay chọn là bài hát gì? Bài hát này một thời thanh xuân của rất là nhiều những bạn đồng trang lứa với Thiên. Và em nghĩ là mọi người ngồi đây cũng biết một nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, đó là bài hát Biệt Khúc Chờ Nhau. Wow. Là ngày xưa anh đang trường hát các bạn. Thành xí xô xôn xín thân xò xò xôn xôn xín thân thân thân. Là anh đang trường hát rồi đó. Mình hát lại. Thưa quý vị, ngay sau đây là clip nói về nhân vật bí ẩn cuối cùng ngày hôm nay.
trời. Thấy mọi người rất hoang mang. À cho vui á. chứ không hiểu luôn á. Có lẽ là chương trình biết là Quốc Thiên rất là thông minh, cho nên là sẽ con gợi ý rất là khó, mà khó luôn cả người chơi như thế này luôn. Bài hát này, câu chuyện vừa rồi xảy ra ở Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Hồ Tuyền Lâm có đập dịch luôn hả? Không, dịch đã xuất hiện ở đó rồi. À vậy hả? Vâng. Hoặc là Hồ Xuân Hương. Rồi có hai ba người ngồi trên ghế đá, rồi cái hai ba người đi quay lại cái ngồi xuống, chờ một người ôm con gấu nhỏ bông ra đứng hát hết. Cái gì vậy? Đó, nó là clip. Clip này là một trong những clip kỷ lục của chương trình, đầu tư 18 triệu để quay. Mà cảm giác á, nghe đập vịt rồi gấu bông này kia, chắc là ca sĩ của tuổi teen á, ca sĩ thần tượng á. Ca sĩ này chỉ hát ở hồ thôi. Hồ Quỳnh Hương. Cũng có thể. Tóc tém em ơi, tóc tém. Ca sĩ này thích mặt đậm đỏ nha. Tóc tém. Ôm con mèo mặt đậm. Yêu động vật, yêu động vật. À, yêu động vật mà tóc ngắn. Tóc ngắn yêu động vật. Ồ, Quang Hiếu. Cái gì vậy? Mặt đậm đỏ anh. Mặt đậm đỏ, tóc tém, ôm con mèo, hát ở hồ. Hồ đập dịch mà ế. Không có người đạp. Không có người đạp với dịch. Tại hồ lạnh quá, ta đạp không nổi. Hồ. À, hồ. Còn dữ liệu gì nữa không? Đó, tóc tém. Chơi với mèo hả? Ở Đà Lạt. Mê cái hồ mèo. Mà cái hồ đó ở Đà Lạt. Mà nữ ca sĩ mà tóc tém là Uyên Linh hoặc là tóc tiên đúng không? Uyên Linh mà ra đi hát là Quốc Thiên là nhận ra ngay. Đúng. Trà My Idol cũng tóc tém. Đúng, Trà My Idol. Nói chứ cô gái này quê ở thành phố Đà Lạt. Quê thành phố Đà Lạt hả? Đúng vậy. Có chị Nguyên Thảo. Ta có tóc tém không? Tóc tém không lẽ. Nhiều khi cái tóc là người ta cài cắm thôi. Ờ nhưng mà sao có tóc tém thật không vậy? Thật mà, thật. Cô nào trong đó tóc đều tém hết. Hồi hôm nay Vĩ Dạ, Lâm Vĩ Dạ đã nói là kia rồi là biết rồi. À đó. Có mà cỡ đó. Quốc Thiên á, với một cái sự thành tích học tập, một sự quán quân như vậy á. Đúng, đúng. Thì không cần mấy cái này. Đúng. Hát là biết liền. Quá dày dặn. Đúng, đúng, em cũng nghĩ vậy. Phân tích chất giọng là biết liền em ơi. À, em cũng mong vậy, nhưng mà gia đình sẽ tự hào về em. Có dữ liệu thì tốt hơn. Thôi được rồi, hát đi ạ. Hát đi ạ. Nhân vật bí ẩn cuối cùng xin mời. Xin cho yêu em tháng ngày, đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Tình mình sẽ mãi mãi không xa rời. Đừng vội khóc lúc anh ra đi. Mưa vội bay qua, nhìn mây bốn xa. Xin đừng vội quên mừng ngon thương nhớ. Giờ đã xa rời tháng năm còn đó. Đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người. Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó vơi dĩ vãng rồi từ đây. Giờ đã xa rời tháng năm còn đôi ta bên nhau bao ước thề. Gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình. Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Vẫn chưa ai biết là gì. Và cái giọng sao giống không phải người Việt Nam ha. Dạ. Nàng tiên cá xin chào. Xin chào. Chờ chút. Có điều xảy ra. Có mật thư à. Cần thông dịch viên. Chết rồi, người nước ngoài rồi em ơi. Chính xác. Người bí ẩn nói là chào anh Quốc Thiên đẹp trai. Chào em. Thực ra như này nè, khi mà Thiên nghe cái giọng của người này á, cô ấy hát tốt nhưng mà cô ấy đang giả vờ hát dở thôi. Tại vì một cái người mà hát dở thì rất là khó hát cái đoạn mà ta đi da da ti da ta da 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 đi hi a. À, cô ấy có những cái lúc cô ấy giả vờ chứ không hẳn là cô ấy hát dở. Và Thiên khoanh vùng rằng là ca sĩ chứ không thể nào ra cái ngành nghề khác được. Người quốc tịch. Quốc tịch hả?
hát tiếng Tàu thì cũng nghe cũng kiểu giống người Việt Nam hát tiếng Tàu lắm. Người Việt Nam thì không dịch viên chị. Nhưng mà ca sĩ mà hát tiếng nước ngoài rồi kiểu tiếng... Chị nói là chị hát tiếng Việt. Ta hát tiếng Việt rõ ràng mà ta không hát nghe tiếng Việt sao mà đâu hát tiếng Tàu. Hát tiếng Việt đấy hả? Ôi trời đất ơi trời. Nhân vật bí ẩn cuối cùng của ngày hôm nay thật sự là ai? Xin mời. Trời ơi, em ơi, em là người Việt Nam đúng không? Em không biết nữa. Không biết nữa mà nói tiếng Việt sành quá. Em ở Việt Nam lâu lắm rồi. Anh hỏi này, em đi hát được bao lâu rồi? Em hả? Chắc cỡ anh đó. Không phải những gì người ta nói là thật nhé. Không thân với ai hết hả? Quen mà rất thân. Rất thân thì nha. Người ta mới bày trò như vậy. Tuyên Linh thì không có quay. Em bảo là em có đi nghe anh hát hả? Đúng rồi. Ở đâu? Ở Đà Lạt nè. Rồi em sai rồi. Ở Đà Lạt thì anh chưa làm show. À, là một sự gian dối đã xuất hiện. Em có nhầm anh với ai không? Em không biết nữa. Thôi ơi, không chừng là bà đi coi Quốc Đại hát đó. Em có học một trường đại học nào không? Em có chứ, học quá trời luôn. Cho anh một cái tên trường em học đi, tên thật á. Em học vẽ. Em học vẽ. Là đại học mỹ thuật, đại học kiến trúc, cũng là vẽ mà. Có nhiều trường á, trường mỹ thuật, trường kiến trúc, trường đủ thứ. Em chưa có gia đình đúng không? Ai cũng có gia đình hết trường. Có ba, có mẹ, có không, ý là cái anh đang hỏi là có gia đình riêng của em, là người chồng á. Em không thích trả lời. Không thích trả lời. Thôi thôi em chảnh quá. Là hỏi con có thi chung cuộc thi với em không? Không, anh con nghĩ là không. Xuất thân từ cuộc thi âm nhạc nào không? Ờ đúng rồi đó, có xuất thân từ một cuộc thi âm nhạc nào không? Dạ không. Hỏi vậy không có thông minh, hỏi này, em tên gì? Có lẽ cho rồi. Chắc mà trả lời cho em á. À. Anh hỏi này, em là ca sĩ đúng không? Anh thấy em hát hay không thì em là ca sĩ hay không? Em, không biết. Em hát hay nhưng mà em giả hát hay hay hát dở đúng không? Nhưng mà quan trọng là Thiên nãy giờ có một cái tên nào trong đầu mình chưa? Em có nghĩ đến một cái tên. Đại thôi. Tại vì cái màu giọng này nè, đó là Nguyên Hà. Đó. Nói đại đi. Có hai Nguyên, Nguyên Hà và Nguyên gì nữa? Nguyên Thảo. Đó. Nguyên Vũ nữa. Trời ơi. Thôi mà đừng hỏi người ta nữa, mình hỏi với mình đi. Hỏi các chị. Không, bây giờ hỏi cô ấy có cái gì với em chưa đi. Có kỷ niệm gì không? Ừ, chứ hỏi chi lắm nhá. Kỷ niệm thì Thiên với Nguyên Hà chưa có kỷ niệm. Thiên thì rất thích cái giọng cô ấy thôi. Nhưng mà bây giờ có đúng Nguyên Hà không mọi người? Sao khán giả cũng về phe nhiều dưới đây vậy? Trời ơi, thiệt đó, thiệt. Cái mặt này không chút gian dối, thiệt đó. Mặt em rất là xảo trá. Quang. Quang ơi, em là cậu bé trong veo. Đúng rồi. Em nói thiệt đi. Em thề luôn, em mà nói xạo là lát chị Dạ chị đập gầy. Em đừng sợ chị Dạ. Không, em nói thiệt mà. Anh yên tâm đi, em rất muốn chương trình bữa nay là cái số có 102. Rồi. Này, chọn đi ạ. Thôi, Thiên vẫn theo cái cảm quan về giọng hát của cô ấy. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi người bên kia nếu không phải là Nguyên Hà. Và em chọn là Nguyên Hà. Dạ. Âm nhạc. Xin cho yêu em tháng ngày, đường đời sóng gió anh vẫn chờ, tình mình sẽ mãi mãi không xa rời. Đừng vội khóc lúc anh ra đi. Mưa bụi bay qua. Đúng rồi, không sai. Người về nơi chốn xa, có còn thương nhau, còn mong mai sau. Người hỡi xin đợi nhé, bên dòng sông ta bên nhau trên lối mòn, nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu.
rơi trong đêm thương nhớ nhé. Thở thôi hết ước muốn ân tình đó khi vắng xa tầm tay. Giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau bao ước thề. Gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình. Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Hỡi xin đợi nhé bên dòng sông ta mưa rơi trên lối mòn. Nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu. Đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người. Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó vơi dĩ vãng xa tầm tay. Giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau bao ước gió đưa mây lang thang trôi về. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình. Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau buồn ước nguyện. Gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình. Hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Xin nhớ nhau. Cảm ơn em. Anh rất mong chờ những giọng ca hay sẽ được hát chương trình này và lần đầu tiên được hát với Nguyên Hà. Ý là sao vậy ta? Vâng ạ, đây là lần đầu tiên Hà và Quốc Thiên được hát chung với nhau. Quá đơn giản, hai người bạn hát với nhau nhận ra ngay. Chính xác, Nguyên Hà. Tôi muốn hỏi ý anh Quốc Thiên là anh không mong chờ những người có giọng ca như tôi đúng không anh Quốc Thiên? Không phải ạ. Dạ hiểu lầm ý anh rồi. Tại vì anh đã nói ngay từ ban đầu là cái bài này nó khó. Anh đừng có giải thích nữa. Chị Tường. Với Lâm Vĩ Dạ là diễn viên rồi lấn sân các khác mà. Rồi chị cũng không phải đi hát chuyên nghiệp nữa. Thế là thông cảm cho em. Đâu chỉ... có đâu em, chị vẫn đi hát show đều đều em. Tiền đi hát chị mua được mấy căn nhà. Em nói vậy là ý em nói chị không thể đi hát được à? Em nghiên cứu nha, em rất nghiên cứu chị. Nó đau, ta nói. Thôi, anh xin lỗi. Đau. Nó đau, ta nói. Đau cái gì, em cũng hát được. Nó đang chửi anh đó. Trời ơi, chửi hết chúng ta rồi. Không phải. Thực ra như này, nãy giờ là hai nghệ sĩ rồi. Đúng không, thì khi mà một ca sĩ ra thì Thiên rất là vui. Thì trong cái niềm vui đấy phải bày tỏ cái tấm lòng của mình. Thì nãy giờ thì đâu có dám là không nghiên cứu về chị như Ôn Vĩnh Quang đâu. Cái gì vậy anh cứ lo em rồi, vào Quang vậy? Quang cũng chê dạ à này kia đâu. Anh vẫn nâng niu dạ em vẫn sợ quá vậy. Em vẫn nâng niu chị mà đúng không hả? Thôi đi phạt đi. Thôi mình lên đây, mình lên đây. Anh ngồi giữa hai anh mắt tâm như vậy nè. Đây một cô gái thì rất là thích về giọng hát. Và lúc nãy Thiên có hỏi những cái ý kiến như là ý dữ liệu như là hồi xưa có hay thu cho anh Quốc Bảo những cái bài hát. Và từ những cái điều đấy mà Hà đã được rất là nhiều những bạn trẻ và những người âm nhạc mến mộ. Cảm ơn Thiên. Lúc nãy thì Hà cũng sợ là Thiên nghe thì Thiên sẽ nhận ra ngay, nên là Hà cố gắng hát lái giọng đi. Không, cái màu giọng đặc trưng quá. Mình mà ngưỡng mộ giọng hát là mình phải mời hát chung liền. Đó, thoải mái á. Anh có nghĩa là em rất là welcome đúng không? Dạ, hãy nói diện đó. Em có ngưỡng mộ giọng hát là bây giờ không? Dạ có. Có mời đi karaoke nha em. Giọng hát của em chỉ để bán kẹo kéo thôi nha em. Lên. Nhớ nha. Ủa, giọng hát của em là chỉ hoạt động trong karaoke thôi. Đúng. Em mình thân từ đấy thân ra em ạ. Sau đó mình giới thiệu show nhau đi ha. Giọng hát của Nguyên Hà là album. Rồi giọng hát của em là vô. Rồi giọng hát của em là vô. Đây xin phép nhờ cô gái trao cái này cho chàng trai. Cảm ơn Hà rất nhiều. Cảm ơn Hà. Wow, tại vì hôm nãy mọi người nói tóc tém thì Hà cũng có thời gian tóc tém. Mèo thì Thiên không nghiên cứu, tại vì mèo thì Uyên Linh cũng thích này, Văn Mai Hương cũng thích này. Nhưng mà hai cô gái ấy thì mà xuất hiện ở đây thì cũng thực sự là bất ngờ. Tại vì mới gặp cách đây có mấy ngày thôi mà không nói năng gì cả. Chắc chắn khi mà đi với nhau sẽ có những cái hint, người ta sẽ để lộ ra. Nhưng mà không có nói gì cả thì tự dưng mời được Nguyên Hà thì Thiên nó cảm giác nó cũng bất ngờ và rất là vui đấy.
vui vì được hát với Nguyên Hà, không phải là dính làm bí dạ. Vậy là mời hai chị em mình học cũng vui. Nãy giờ đâu có vui đâu. Chúng ta góp phần tạo nên cái show ngày hôm nay rất vui. Chúng mình hát vui được mà. Kiểu như sỉ nhục mình là mình vui đó. Hát vui được mà. Ý là nói chị với chị dạ hát vui thôi. Ví dụ nói đó. Em chấp nhận chị. Nhưng mà tại sao là có thể nói chị hát vui thôi? Trong khi đó người ta là giải ba chứ hình hình. Có giải ba chưa? Dạ. Vậy nhất ơi, nó vậy nhất chị. Lẽ ra là nói gì nói à. Rồi nó nói xong rồi mình còn bị phạt nữa nè. Yeah. Ngầm sao? Người ta đúng thì mình chứ bị phạt chứ. Ủa? Anh làm gì vậy anh? Ủa? Gì vậy? Ngộ vậy? Đã lắm rồi nha. Ở trên đúng thì chứ bị phạt. Ở trên không đúng thì trên bị phạt. Đơn giản vậy thôi. Đâu có, phạt là phạt cái tội là sỉ nhục người. Đúng rồi, không nghiên cứu đàn chị. Không nghiên cứu. Nghiên cứu gì nữa khi mà ở đây đã hát, đã thấy rồi, đã nghe rồi, tay mắt thấy tai nghe rồi, nghiên cứu gì nữa. Ngậm kẹo marshmallow là cái kẹo cục bông bông á. Rồi nói lạ lắm mà nha 10 lần. Sau mỗi lần nói ngậm thêm một viên. Rồi đứa nào bị phạt? 40 mình đó chị. Ủa, cái gì kỳ vậy? Cái không này vô duyên à. Tự nhiên phạt nha. Hổn hào hổn xược à. Nó xúc phạm tôi rồi mà còn phạt tôi nữa. Sao kỳ vậy? Bây giờ vậy, nếu như bây giờ hỏi nó trả lời đúng là không bị phạt. À. Lúc mà Nguyên Hà mới vừa ra mà chưa bịt mặt là mày biết Nguyên Hà không? Không, không, không. Em buồn chị ghê. Biết không? Em đáng đoán được. Biết không? Sao biết được trời? Biết không? Biết. Em cũng thích giọng của Quyết Thiên lâu rồi nhưng mà em chưa có dịp. Cho nên là hôm nay rất là cảm ơn chương trình đã mời em đến để em được song ca cùng với Quốc Thiên. Và đây cũng thật sự là lần đầu tiên mà em tham gia một cái game show của truyền hình. Dạ. À. Tại vì bình thường em cũng nhạt lắm. Nên là không phải là nhút nhát thôi. Em không, em cũng nhạt lắm. Hồi nãy nói chuyện qua lại đối đáp hay quá trời mà. À vậy hả anh? Nhút nhát thôi. Và để em tham gia thêm. Vâng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ là phần cuối của chương trình Lạ Lắm À Nha. Lạ lắm à nha. Lạ lắm à nha. Bây giờ là phần cuối của chương trình Lạ Lắm À Nha. Có 3 phong bì của chúng tôi ở đây. Một phong bì là 1 triệu đồng. Một phong bì phần thưởng nhỏ vui hoặc là hình phạt nằm trong đó. Một phong bì là 20 triệu đồng. Bây giờ hãy chọn ngẫu nhiên ạ. Mấy chị đi làm như sợ phong bì nó đau hay gì. Chúng ta là những người chơi tham gia ngày hôm nay. Sẽ chọn một người trên đây, bất kỳ trong số họ. 3 người cùng chọn một người cũng được, không vấn đề. Đừng cứ nghĩ là mình phải chọn người hát chung với mình là sai nhé. Riêng Quốc Thiên, sau khi hai người kia chọn thì Quốc Thiên còn quyền là người được chọn cuối cùng. Sẽ có 2 quyền để lựa chọn trong đó. Quyền thứ nhất là bảo vệ, có nghĩa là gì? Mình chọn ai rồi thì những người khác không được đụng vào, giăng ra hết. Dù họ có chọn trước cũng vậy, cũng phải giăng ra. Quyền thứ hai là được nhân đôi số tiền sau khi chia ra hết. Số tiền của mình được nhân đôi lên. Ví dụ, chị Cát Tường đang giữ 20 triệu. Em ví dụ đúng quá vậy. Hay quá. Mà Quốc Thiên chọn, mà không ai chọn, Quốc Thiên nhân đôi thì Quốc Thiên sẽ được chia 10, sau đó nhân lên là 20. Dạ. Chị được 10. Hình phạt cũng vậy. Hình phạt thì cũng chia ra, nhân đôi thì phải nhân hình phạt lên. Thôi đừng chọn chị. Em làm sao đừng ai chọn chị. Chị chia em 5 triệu. Đây đây. Chị chia em 5 triệu. Chị 15 em 5. Được 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 được. Nếu như Nguyên Hà đang giữ tiền thì mình nói làm sao để không ai chọn mình, một mình lấy cái tiền đó. Còn nếu mình giữ hình phạt thì mình nói làm sao 3 người đều chọn mình để phạt chung cho vui. Rồi. Ủa, phạt chung cho vui hả? Đúng vậy. Đầu tiên mời làm đi. Cho em coi cái của chị nè. Thôi. Dạ em coi của Nguyên Hà. Coi cái để biết. Trời ơi sao muốn coi là coi vậy trời. Cho coi. Thôi thôi. Thế em coi chị đi, em coi chị. Coi chị. Coi. Em nghiên cứu. Làm bây giờ nói đầu tiên. Trời ơi. Hãy chọn em đi mấy anh. Hãy chọn em đi mấy anh. Nguyên Hà. Thì từ trước đến nay thì Hà chưa bao giờ trúng một cái gì hết á. Hôm nay thì cũng như vậy thôi. Mọi người đừng đặt hy vọng vào em. Xin hãy trao niềm tin và hy vọng cho 2 chị còn lại. Nghe cái muốn chọn quá ghê. Đây, chúng ta nghe chị nghiên cứu nói chuyện nè. Chị đến đây vui là chính, tiền bạc là phụ thôi. Cái điều chị buồn là ngày hôm nay tụi em đã không nhận ra chị. Cho nên chị nghĩ cái số tiền này để chị hưởng một mình, để bù đắp lại cái sự tổn thương của chị. Đúng không tụi em? Tụi em mà chọn chị là tụi em như muốn xăm soi cho tài sản của chị nữa. Thì tụi em coi như vậy tụi em làm gì có được chăng? Có được chăng? Đầu tiên mời ông Vĩnh Hoàng hãy chọn đi ạ. Chọn bất kỳ 3-4 người, chọn 1 người cũng được, không vấn đề. Quan trọng là chúng ta tạo ra cái kịch tính. Ôm Vĩnh Quang hãy chọn đi nè. Em thì thần tượng Nguyên Hà lâu rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên may mắn được gặp Nguyên Hà ở ngoài. Trời ơi có người chọn rồi, chúc mừng nha. Ôm Vĩnh Quang chọn Nguyên Hà.
đó chưa phải là cuối cùng, bởi vì lá quốc thiên có quyền nên đọc cái dư miệng nó quan trọng lắm. Bây giờ Dũng. Dạ em thích chị Cát Tường, nhưng mà hôm nay em lỡ đoán sai. Không, không cần phải chọn dạ đi, vì lỡ đoán sai dạ. Đúng rồi. Muốn chia tiền thêm dạ tổn thương nữa. Thì nó đại đi. Đau quá. Đau gì mà cứ ôm đau nó hoài vậy từ nãy giờ. Đầu chương trình giờ cứ đau quá hoài. Vì em thích những cái gì nó là lạ và em muốn thích dạ vì lạ chứ phải vì đẹp đúng không? Học đẹp thì có xinh đẹp rồi, hot girl của anh mà, hot girl gì đó. Hot girl cầu bình lợi. Cầu bình lợi mà đó. Cầu bình lợi cũ nha, cầu bình lợi cũ. Là em chọn Lâm Vĩ Già. Lâm Vĩ Già. Quốc Thiên là người thay đổi tất cả mọi thứ, yên tâm. Bởi vì sao? Cậu ấy có quyền lực trong tay. Bây giờ mình nói chuyện trước khi mình chọn. Dạ. Thực ra hôm nay khách mời là ba nữ cũng rất là ưu ái cho anh em mình. Tại vì là hiếm lắm mà được mời rất là nhiều những nghệ sĩ nữ đến như thế này. Và thực ra cũng không dám làm tổn thương ai khi mà không chọn. Nhưng mà bây giờ này thì nói một điều này, thì sẽ không làm tổn thương ai hết. Thôi để em đừng có làm qua hậu thân thiện em ơi. Mỗi người đã chọn một người rồi, thì bây giờ ai cầm 20 triệu nháy cái. Dạ bị kinh không hả? Đau quá. Cái đó là biểu hiện của chúng do. Chị nói lại một lần nữa được không chị? Chị nói lại cái điều chị muốn em chọn. Em muốn chọn. Chia tiền với chị hả? Chị đâu có muốn em chọn chị. Oh no. Oh no. Chị sắp thành công rồi. Chị đã loại được hai đứa. Còn một mình em thôi. Hà, thế nào? Lúc nãy Hà đã nói rồi là Hà muốn những điều tốt nhất cho mọi người mà. Mọi người hãy tìm những cơ hội mới đi. À ok. Rồi dạ. Ủa là bạn này là nhường nhịn hai chị em mình đó. Em không ạ, vì em không tốt không đẹp bằng hai chị nên là em muốn trời các bạn. Trời bé nói chuyện dễ thương, dễ thương ghê. Bé thương ghê. Thế thì bây giờ Thiên sẽ em sẽ chọn vị Lâm Vĩ Dạ. Rồi. Chọn Lâm Vĩ Dạ. Và dùng quyền nào? Nếu dùng quyền bảo vệ là Mai Tiến Dũng sẽ bị văng ra và chọn chỗ khác. Còn nếu dùng quyền nhân đôi là tiền sẽ được chia cho ba người, sau đó riêng phần của Thiên được nhân lên làm đôi. Quyền bảo vệ ạ, cho Dũng chọn. Bảo vệ, Dũng bắt buộc đi tìm vị trí khác. Em rất tiếc. Chị không có thích em chọn chị nữa nha, tại vì em đã chọn và em đã bỏ, bây giờ em quay lại. Chị Tường là được chọn trễ nhất, một sự níu kéo dành cho chị Tường là em đã chọn sau cùng. Anh hình như cái sự lựa chọn đó thuộc vô cái số tuổi á. Ai trẻ được chọn trước. Ngày hôm nay là Quốc Thiên là người giỏi nhất, có được quyền loại hoặc là nhân đôi. Và cậu ấy đã loại Mai Tiến Dũng để chọn một bình Lâm Vĩ Dạ. Rất vinh dự khi được đem đến may mắn cho Quốc Thiên. Thôi phạt rồi. Mà căng quá à. Cầm. Không biết. Cầm im đó. Dạ vâng. Thôi đừng có xăm soi vô tôi. Số 0 nhiều lắm. Mình nhá số 0 nhiều lắm. Đừng, người ta sợ. Đừng, số 0 nhiều lắm. Mai Tiến Dũng lựa chọn cuối cùng vì bị Quốc Thiên đẩy ra. Dạ. Số 0 nhiều. Phần thưởng này hoặc hình phạt này sẽ chia đôi, mỗi người một nửa. Đó là luật của chương trình. Sao căng thẳng quá vậy ta. $500,000. Có 1 triệu mà nó cũng dành với chị. Có 1 triệu mà nó cũng dành với chị đó. Nó không tha cho chị nữa. Như vậy là 20 triệu là nằm ở đây hoặc là ở đây. Cho mượn ạ. Đưa đây. Đưa đây. Đưa ra Quốc Thiên đánh em chứ. Từ từ. Đây. Đây là của anh làm ảo thuật nữa. Đây là của Nguyên Hà. Đây là của Lâm Vĩ Dạ. Quốc Thiên chọn bảo vệ. Ôm Vĩnh Quang lên đây. Đổi vương miệng rồi mà. Đổi vương miệng rồi mà. Trao lại vương miệng. Cái này không giống trao lại vương miệng mà giống là bên kia đi không nổi, bên này đỡ vậy. Thôi ảo thuật hoài, mệt mỏi ghê luôn. Và Quốc Thiên là người may mắn. Là Lâm Á Nhớ. Trứng gà còn ôm những quan 10 triệu đồng. Là Lâm Á Nhớ. Nguyên Hà cũng mang về 10 triệu đồng. Lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình và lần đầu tiên đoạt giải thưởng lớn của chương trình luôn.
Mời lên sân khấu ạ. Như vậy là ngày hôm nay Quốc Thiên và Lâm Vy Dạ mỗi người mang về một dĩa trứng gà gồm 3 trứng. Quy định chương trình ăn một lần 3 trứng. Trời ơi, đang có bụng lắm á dạ. Chị Tường và Mai Tiến Dũng mỗi người mang về 500.000 đồng. May mắn Nguyên Hà và Ôn Vĩnh Quang mỗi người mang về 10 triệu đồng. Hôm nay Nguyên Hà là người mới nè, người mới ha. Mình coi như là người mới tại vì lần đầu tiên tham gia một cái game ca nhạc như vậy trên sóng truyền hình. Cảm giác của mình như thế nào? Em rất là vui ạ. Vừa được hát, vừa được đi chơi mà còn vừa được mang tiền về nữa. Em vui lắm. Lần sau em đã sẽ đi tham gia tiếp. Ok, đồng ý, hợp lý. Lần sau không có trúng nữa đâu cưng. Và thưa quý vị, thường thường á là Quốc Thiên phải chọn người hát chung với mình đúng không? Là đã lấy được tiền rồi, cuối cùng là đi chọn hot girl Cầu Bình Lợi. Mà Cầu Bình Lợi là xung quanh Cầu Bình Lợi là toàn bán hộp gà nướng thôi. Anh nói đúng á, hộp gà nướng với hộp thịt lộn đó. Mà hai đứa ăn lẹ đi, đứng lột hoài vậy. Phải lột ra mới ăn được. Hiện tại là 6 trứng, thôi mình ăn hết cũng kỳ. Lột đi rồi chia ra cho mỗi bạn một trứng. Ăn đi anh, ăn đi anh. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành nhiều thời gian theo dõi của chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì yêu thương chương trình. Những nghệ sĩ của chúng em luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn dành cho quý vị. Và chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Của đạo diễn âm nhạc đang đứng đây. À, đối thủ rất là nặng ký, mặc dù cô ta rất là nhẹ cân. Đúng. Thực ra là em không hề biết người bí ẩn là ai. Nếu như mà anh Linh có nói với em thề em giải nghệ luôn. Chuyên môn mà giỏi nhất là về cái gì? Hiện tại thì em đang là music creator, nghĩa là sản xuất những cái nội dung về âm nhạc. Parody gì đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Người hát bên kia là chồng chị. Wow. Có không em? Có. Chị không có gì là không thể xảy ra trong chương trình Lạ Lắm mà nhà anh được. Anh dám đâu nhận với em, không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau. Để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì ngày nó còn buồn cho Limex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.